chỗ mà đưa qua cái máy cưa làm sao đưa qua được. Tới đó thì mới này nhưng mà tự tử. Để anh suy nghĩ đã. Dạ, thằng này mới về đó. Đi nhưng mà bây giờ tại đang đâu. Mà bây giờ em chọn trăm to thì trăm rưỡi, trăm tóm thì trăm rưỡi. Tầm tóm nó coi được cái giá gì đi. Bây giờ em hỏi nha, bây giờ nếu mà anh cắt ra đó mà nếu mà nó bọng như vậy đó thì có anh mất không? Nếu anh cắt ra nếu nó ngon nha thì tầm có khoảng là có được hơn rưỡi. Là được cả 60 triệu đúng không? Mà nếu mà cắt ra đó thì nó bị như thế này thì là anh mất cái đúng không? Thì bây giờ em mua để nguyên khấu cho em cho kiển. Bây giờ ví dụ nha, em trả 150 là anh bị mất 30 triệu đúng không? Mà nếu anh trúng thì anh cũng chỉ thêm được 40 triệu chứ mấy. Mà cái tỷ lệ đó nó chặt và trúng á, nó đâu có bàn với cái tỷ lệ là em trả luôn là 150 triệu đâu. Và anh chắc là chưa chắc nó lời được 60 triệu. Mà nếu mà nó lời được 60 triệu anh chỉ thêm được khoảng 30 triệu chứ mấy. Thì đây là anh thấy không? Thì bây giờ đây được rồi, tiền chốt 150 đó. Cát gì mua gì để làm kiếm nữa. Cát rồi là gió là lên gấp 3 lần đấy. Dễ ăn quá, dễ ăn rồi ăn hết rồi. Do một người nhìn này thấy không? Cái cục này là ngang nó bị chỗ đây thì nói chung chỉ lái được đoạn này thôi. Còn chỗ đây là nó bị như thế này nè. Đâu lái được gì đâu. Nó tới đây rồi. Thì nó tới ngay tay luôn mà. Nó được lớp vỏ chứ mấy. Mà nếu cát rồi trúng thì trúng được phần này thôi. Thơm sống, cả gì? Bông, mày coi mặt bông. Nâu, trung sùng. Chỗ đây sụn này, nếu mà chỗ này này, chỗ này ở đây, nếu mà chỗ này mà giật một xíu nữa là ra sơn ngon này, ngay phần cái này giật xíu nữa là sơn ngon, đùng thêm nữa là ra sơn ngon. Đáng đau suy nghĩ, các một cục hòn như đi quýnh bọt đó. Thì nó thiệt chứ, nó còn hơn quýnh bọt nữa, quýnh bọt thả xuống là dở lên là sao, cái này thì còn điên cái đầu nữa, là. À. 150 triệu, 3,5 cân, tầm 50 triệu một cân. Cắt rồi bấm 80 cân đấy. Không, nếu mà dễ ăn ca hội mà nó dễ quá thì cũng ấy rồi. Ca hội nó chỉ đánh chập chờn thôi. Rồi bằng má ra trước đi. Từ từ chờ chứ. Cắt rồi đúng quá. Tại vì cái thế nó đẹp, người nhìn nó đẹp không? Như cây đầu lồng đôi. Như cây đầu lồng đôi. Kể cả cắt đoạn này ra em vẫn dùng đoạn này nữa này làm cảnh được cái đôi, nhất thiết phải dài này. Đoạn này làm cảnh vẫn đẹp mà. Đây là lấy cắt tới đây nó đâu nhìn được. Nhưng mà em nguyên thì nó giống cái đầu lồng đôi hơn. Chốt. Rồi ok. Đây cho lên một bàn. Thành công hay thất bại là không, mình để nếu mình để cho kiển thì đâu cần biết nó là ẩn số bên trong này, đâu cần biết bên này cái trong này có gì cho kiển mà nó là ẩn số. Rồi chốc. Ok. Kết thúc một chuyến đi Hà Nội nha mọi người, hiện tại em đang ở sân bay Đà Nẵng nha. Lát nữa em sẽ về review cái cây trầm mà nãy mới chốt trả giá xong cho mọi người xem nha. Lát nữa đây em sẽ review cái cây trầm này cho mọi người xem nha, có những cái gì đặc biệt mà em lại trả giá tới hàng trăm triệu như vậy nha. Cuối cùng thì cũng về tới Mộc Nhiên Pháp nha mọi người. Em sẽ cho mọi người xem thế tại vì sao em lại dám bỏ ra hơn 100 triệu để sở hữu riêng cho mình cái cục này. Thì như mọi người cũng thấy thì cái lô này nó về trong cái lô hàng của Malai. Em khui hàng ra cho mọi người xem. Thì một cái lô hàng như vậy thì cũng có rất là nhiều anh em chung tiền ở trỏng để lấy lô hàng về. Thì khi mà lấy lô hàng về thì làm ra thì anh em có lãi có lời, thì anh em hàng nó ngon nó trúng thì anh em chia, mà lỡ nó có lỗ thì các anh em ấy thì cũng chịu chung. Còn nếu như anh em nào mà muốn sở hữu riêng về cho mình, sở hữu riêng về cá nhân mình thì chấp nhận phải chi ra những cái giá mà nó cảm thấy anh em cảm thấy xứng đáng, và các anh em cảm thấy bỏ được cái phần lỡ nó trúng thì để cho cá nhân một mình sở hữu. Chung lô thì chung lô, hàng thì phần là cũng của mình ấy, nhưng mà cũng phải bỏ ra cái giá xứng đáng để cho các anh em ta chấp nhận, người ta cho mình hưởng một mình. Thì riêng cái cục này thì em rất là thích và em quyết định là em chấp nhận em bỏ cái giá hơn 100 triệu để em sở hữu cục này. Thì cục này nó có cái thứ gì đặc biệt mọi người? Đầu tiên nha, thì mọi người thấy nó có nguyên một cái vỏ cây này. Mọi người thấy mà nó còn nguyên một cái vỏ cây này, chưa có gì cả, nguyên bản luôn. Và bắt đầu là nó phá banh từ cái vỏ này mọi người. Đây là cái phần cắt ngang người ta đã xỉa rồi, nhưng mà nó vẫn còn giữ nguyên bản cái vỏ cây. Thì từ cái phần này mọi người có thể thấy nó phá, bắt đầu nó ăn banh vào. Thì trên cái cục này thì bắt đầu là nó phá nó ăn banh, có bên bông nha. Đây là bông, thấy mọi người thấy bông mà, đấy bông,
bong. Và cái phần này này, đấy cái phần này nha, nó là cái phần nó giật, nó giật chung mọi người à. Nếu mọi người chơi gỗ thì mọi người biết nó chung ấy, thì nếu cái phần này nó mà giật mạnh xí nữa đấy thì là nó sẽ là nó ra ăn sơ ngang. Rồi tất cả những phần này là toàn bộ là bông nha, bông này dạng kiểu nu mọi người à, nu gỗ đấy, rất là đẹp. Nói chung mà riêng cục này thì cắt ra thì vẫn có thể là trúng ấy, để trúng được cái phần này. Nếu mà nó đặt hàng nó đanh nó chắc, nó không bị sốt này nọ thì làm ra cũng khoảng số lượng vòng tay mọi người à, cũng khá là nhiều. Nhưng theo em nghĩ thì em thích chơi những thứ gì mà nó độc lạ, nó khác người, nó nguyên bản, nó giá trị bảo tồn mọi người à. Thì là em quyết định em không cho anh em cắt, em giữ nguyên cái cục này để em chơi một cách nó nguyên bản, hiển thị toàn bộ những cái quá trình của một cái cây gió bầu nó phá, nó tạo ra trầm từ vỏ cây ăn vào, hiển thị tất cả nha. Vỏ cây nó ăn vào, bắt đầu nó phá banh, và cái cây này nó có bông, có chung sụng nè, thấy sơ ngang người chung sụng nè, có nu, rất là đẹp nha, mùi rất là thơm sống. Nói chung á là phải có lý do thì thằng em mới dám quyết định bỏ cái số tiền như vậy để thằng em thử cái cục này về cho riêng mình chơi. Tại vì với cái số tiền em bỏ ra, cái số tiền này gần như là cái số tiền mạo hiểm. Tại vì với cái khi mà cắt ra lỡ nó có trúng thì các anh em cũng chỉ trúng thêm được khoảng vài chục triệu thôi. Vài chục triệu đó thì các anh em cũng chia ra. Nhưng mà thằng em dám bỏ số tiền gần như là sắp xỉ cái số tiền mà các anh em có thể trúng để sử về cho mình. Nếu mà lỡ nó khi mà sau thằng em có ý định nha, thằng em cắt ra là thằng em làm vòng tay, thì lỡ nó chặt thì một mình thằng em hưởng hết. Lỡ nó trúng ấy thì thằng em cũng chỉ thêm được vài chục triệu giống như các anh em kia trúng thôi. Nhưng mà thằng em rất là thích chơi những đồ nguyên bản như thế này, nên thằng em sẽ giữ lại để chơi. Mọi người thấy đẹp, mọi người thế rồi rất đẹp nha. Cái này làm cái kệ trưng. Thực tế ra thì trong cái trầm hương ấy, thì mình nghĩ tới trầm hương thì mình hay nghĩ tới những cái trang sức vòng gỗ rồi này nọ. Và tất cả những cục hàng đẹp bây giờ các anh em thợ hay là người tiêu dùng ta cũng đều quy đổ ra vòng tay hết. Tại vì sao, khi mà làm ra vòng tay mình buôn bán nó dễ hơn, thì hiếu người tiêu dùng người ta mua trầm thì người ta thích đeo, hay là nhu cầu người ta mua nó dễ hơn. Và khi mà làm vòng tay thì là cái số lượng một cục phâu khi làm vòng tay đấy thì nó sẽ có lợi nhuận cao hơn là khi mình chơi một nguyên cục kiển, mọi người hiểu không ạ? Nhưng mà thực tế ra thì trong trầm hương nó có rất nhiều kiểu chơi nha mọi người. Như người Trung Quốc thì người ta chơi đấy là người ta thích chơi những cái đồ nguyên bản, người ta thích trưng bày, thích bảo tồn hơn là thích những cái vòng tay. Người ta mua những cục trầm, cục kỳ hay là những cái hàng rất là đặc biệt vì người ta chỉ cắt tủ người ta trưng thôi, nhưng nguyên bản như thế này này. Thì khi mà mình nghĩ tới trầm thì mình nghĩ ngay tới trang sức, thì cái đó cũng là một cái nhu cầu thôi. Còn trong thực tế thì trầm hương ấy nó có rất nhiều kiểu chơi. Có người thì chơi mùi thơm thì người ta mua trầm về người ta đốt thôi, cho dù có cục trầm cục kỳ đó giá cả tỷ, chục tỷ này chục tỷ nọ đấy, thì người ta cũng chỉ đi người ta đốt thôi. Có nhiều người thì người ta chơi trưng bày, chơi phong thủy. Như em đây thì là cục này là em sẽ quyết định em chơi trưng bày phong thủy bảo tồn nguyên bản của một khối trầm, một cây trầm nguyên bản luôn nha, toàn bộ từ vỏ cây cho tới cái cách nó hình thành, nó phá vào mình có thể nhìn rõ rất là kỹ. Như em ấy thì là như riêng cục trầm này em sẽ quyết định em chơi là em chơi bảo tồn trưng bày nguyên bản. Rồi có nhiều người thì người ta thích chơi trang sức đấy, kiểu vậy. Nói chung là nhu cầu mỗi tiền mỗi người sẽ có một nhu cầu khác nhau, và người ta sẽ tìm tới cái dạng hàng, cái kiểu hàng như vậy để người ta đáp ứng cái nhu cầu của mình, chứ không bắt buộc là phải một tiêu chuẩn chơi như thế nào cả. Mọi người thích chơi như thế nào ấy thì đó là cái nhu cầu của mình, thì mình cứ chơi như vậy thôi, không sao cả nha. Cái này là sẽ được Mộc Nhân Phát bảo tồn nha. Sau này có 5-10 năm nữa đấy, các anh em nào cái xem clip này thì nhớ năm nay là năm 2022, thì 5-10 năm nữa mà vẫn còn cái cây này trong Mộc Nhân Phát ấy, thì người nhớ biết rằng ấy thì ngày hôm nay năm 2022 thằng em đã bảo tồn cái cây này về Mộc Nhân Phát. 10 năm sau thằng em mới lấy ra, thằng em khoe thì thằng em có bảo ấy là cây này em mua 10 năm trước, thì mọi người đừng nghĩ em nói xạo nha, là cột mốc. Cây này nó được bảo tồn ở Mộc Nhân Phát, rất đẹp nha mọi người. Thì khi mà em quyết định không cho cắt cái cây này ra thì là em muốn giữ chơi, thì là em muốn chơi một cách nó giá trị nguyên bản, vừa là cái giá trị phong thủy trưng bày bảo tồn của cả một cái khối trầm hương, nó bao gồm tất cả những cái vỏ cây cho tới cái cách nó hình thành vào bên trong, nó phá nó ăn vào bên trong, mình có thể nhìn thấy luôn, mình có thể nhìn ra được cái cách nó phá nó ăn trầm vào bên trong, và tất cả những giá trị từ bông chung sụn sơ ngang các kiểu, tất cả mọi thứ trên cái cây trầm này ra. Thì ngoài cái giá trị mà em chơi như vậy ra thì nó có thêm một cái giá trị nữa, là một cái giá trị ẩn số. Ví dụ như mọi người cũng thấy các anh em đòi cắt cái cây này ra nhưng mà em không cho. Nếu mà các em cắt ra bên trong này trúng những cái dạng đặc biệt, nó trúng những cái hàng trầm mà ngon, chất lượng, hoặc là cái cây trầm này bên trong này nó có những cái chất lượng rất là tốt, thì các anh em có thể kiếm thêm được rất là nhiều tiền từ cái trúng đó. Nhưng ở đây em không cho cắt, em muốn mình chơi một cách nó ẩn số. Giá trị là đôi khi nó gây cho mình những sự tò mò, những cái sự mà mình phải suy nghĩ, chiêm nghiệm sâu bên trong nó, để mình mong muốn tìm ra được cái thứ gì đó nó thật sự là đặc biệt.
nhưng mà nó không hề hiện hữu, nó không hề hiện rõ. Nó làm cho mình rất là tò mò. Đôi khi chơi những cái đó nó lại thú vị nha mọi người. Giống như cái cây này, em nghĩ rằng mình chơi như thế này có thêm một cái giá trị, nó là một cái giá trị ẩn số. Không biết được nha, chỉ có khi cắt đâu thôi, có thể trúng hay không trúng, có thể cắt ra sẽ có đặc biệt những thứ rất là thú vị bên trong cây này, nhưng mà cũng có thể cắt ra chả có vậy, nó có thể là nó bị bọng, nó bị xốp như thế này, đúng mọi người. Nhưng thôi mình cứ chơi như vậy đi, đôi khi rằng mình giữ những thứ như vậy thì mình sẽ cảm thấy nó thú vị hơn, nó gây cho mình luôn luôn, nó gây cho mình một sự tò mò bên trong đó. Nó là một cái giá trị ẩn số, cũng giống như cơ hội mọi người à. Cơ hội đấy thì là nó chỉ đến mập mờ, chứ nó đâu có thể nào đến rõ ràng, đúng mọi người. Nếu nó đến rõ ràng ấy thì nó không tới lượt mình, và nếu nó đến rõ ràng ấy thì cái cơ hội đó thật sự mọi người cũng là không phải là cơ hội lớn. Những cái cơ hội lớn ấy bao giờ nó chỉ đến mập mờ thôi, và người nào biết nắm bắt, người nào biết nắm giữ, người nào biết mà đúng thời điểm nắm bắt nó thì cái cơ hội đó nó mới thật sự tạo ra những thứ, cái giá trị nó đem lại cho mình những cái giá trị lớn, đúng mọi người. Còn cơ hội mà đến quá rõ ràng thì thứ nhất là có thể nó không sẽ tới lượt mình, thứ hai những cơ hội đó chỉ là những cơ hội rất là nhỏ, nó đem đến những cái giá trị rất là nhỏ. Cái cây trầm hương này cũng vậy, nó là chơi ẩn số thì cái giá trị ẩn số bên trong này nó lớn hay là nhỏ thì thôi, thì coi như cứ để cho nó ẩn số bên trong mình đi. Thêm sống lắm nha mọi người, thêm rất là sống. Rồi Mộc Nhân Phát sẽ bảo tồn cái cây trầm hương này để cho đời sau con cháu mình nó có những cái thứ để nó nhìn thấy được rằng đời trước cha ông nó còn giữ lại cho nó những cái thứ mà đời sau, đời con, đời cháu nó không thể nào được nhìn thấy được. Em sẽ xin bảo tồn cây trầm này nha, không cắt, để chơi như thế này luôn, rất là thơm.